có đồ ăn kìa. Cô ái chị quá, em cho chị hai cục luôn. Đã luôn. Đang thắc mắc làm sao để lạnh. Đây 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 đây, món này ngon nè. Phần hai bát được. Sườn heo. Ngon chưa? Được con cắt cho sẵn. Cái cải này nè Mỹ. Đi qua Đài Loan nhớ không? Sao? Ở quên. Campuchia, ở quên. Hàn Quốc. Không có đâu. Là chỉ có một loại cải này thôi. Đúng rồi. Với lại kim chi với lại củ cải muối thôi. Ngoài ra không có rau gì khác hết. Ngon không? Ở đây đây đây, dĩa gỏi này nè, nhiều màu sắc nè. Ngon dễ sợ, đây nhiều màu sắc.